Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Tâm Điểm Tướng, Thon chọn đạn mà chơi. Hãy cùng Như Quỳnh đi tìm hiểu ngay về bộ chiêu thức của vị tướng Thon này nhé. Nội tại của Thon là điều luật ma súng. Chiêu của Thon không bị ảnh hưởng bởi giảm hồi chiêu, mà mỗi 1% giảm hồi chiêu sẽ chuyển thành 4 công vật lý. Chiêu 1 của Thon là đạn ma năng. Thon chọn một trong 3 loại ma đạn nạp vào súng để cường hóa đòn đánh thường. Nếu nạp đủ 3 viên sẽ kích hoạt trạng thái cuồng ma, đồng thời tăng 20% tốc chạy trong 5 giây. Cụ thể, đạn tím sẽ gây thêm sát thương dựa trên máu hiện tại của mục tiêu thành sát thương phép. Đạn vàng sẽ khiến mục tiêu bị làm chậm. Đạn xanh sẽ giảm thời gian hồi chiêu 2 và chiêu 3. Nạp càng nhiều đạn, đòn bắn sẽ tiêu tốn nhiều nội năng hơn và thời gian hồi chiêu cũng lâu hơn. Chiêu 2 của Thon là ma súng nhập hồn. Nội tại của chiêu thức này giúp Thon gia tăng tỷ lệ chí mạng theo cấp độ. Khi kích hoạt, Thon lướt về phía trước, cường hóa đòn đánh thường kế tiếp gây thêm hiệu ứng của những viên đạn đã nạp. Đạn tím sẽ gây thêm sát thương chuẩn dựa theo lượng máu đã mất. Đạn vàng sẽ gây choáng. Đạn xanh sẽ gây nổ trong phạm vi, kết hợp nhiều viên khác màu để lấy thêm hiệu ứng. Chiêu 3 của Thon là ma súng phán quyết. Thon tụ lực 1 giây rồi gây sát thương theo đường thẳng lên tất cả mục tiêu trong phạm vi. Kẻ địch đứng trong trung tâm khu vực sẽ phải chịu nhiều sát thương hơn. Vậy là Như Quỳnh đã giải thích xong cho các bạn về bộ chiêu thức của vị tướng Thon này rồi. Còn về cách chơi thì sao nhỉ? Như Quỳnh nghĩ là Thon sẽ phù hợp với cả hai vị trí đi đường và đi rừng đấy. Vị trí xạ thủ thường ưu tiên đường rồng để có lợi thế khi ăn mục tiêu lớn. Nhưng với Thon, lợi thế khi đi rừng là có 20% hồi chiêu của bùa xanh, tương đương với 80 công vật lý. Thêm vào đó, bùa đỏ sẽ cộng dồn với đạn vàng để gia tăng khả năng làm chậm cho kẻ địch. Các bạn hãy tham khảo qua bộ trang bị của Thon ở hai vị trí nhé! Cách chơi của Thon phải sử dụng 3 loại đạn nên là các bạn khá rối khi không biết chọn loại đạn nào. Vì vậy, Như Quỳnh sẽ chỉ cho các bạn một số mẹo để có thể sử dụng thành thạo vị tướng này hơn nhé. Sử dụng chiêu 3 kết hợp tốc biến để tạo nên sự bất ngờ cho kẻ địch. Thon có thể hủy viên đạn đã nạp bằng cách thao tác hủy chiêu. Khi trong trạng thái cuồng ma, nếu nhanh tay, ta có thể chuyển sang đạn khác. Và combo thường dùng sẽ là nạp 3 viên đạn vàng, lướt lên gây choáng mục tiêu, sau đó nhanh tay chuyển qua đạn tím hoặc đạn xanh trong lúc bắn. Thon là vị tướng xạ thủ dựa vào kỹ năng cá nhân cao bởi khả năng chọn đạn cực kỳ đa dạng. Lời khuyên cho các bạn là hãy luyện tập thật kỹ để tránh những sai lầm đáng tiếc khi đem vào leo rank nhé. Còn bây giờ, Như Quỳnh phải nói lời chào tạm biệt đến tất cả mọi người rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các số kế tiếp. Và bật thông báo ngay kênh YouTube chính thống duy nhất về tướng, trang phục và các sự kiện cộng đồng.